Xin chào các bác. Trước mặt tôi là con Navara EL 2018. Navara 2018 đã về rồi nhé. Tôi sẽ quay video giới thiệu cho các bác về cái con xe bán tải Navara. Đây là phiên bản EL, là một trong bốn phiên bản Navara phân phối tại thị trường Việt Nam. Và chính cái con này, phiên bản EL một cầu số tự động, là phiên bản mà chiếm tới 50% cái doanh số của Nissan tại Việt Nam. Đấy, con này là các hãng khác theo tôi được biết thì cũng là phân khúc mà bản chạy nhất. Tôi sẽ đi một vòng cho các bác thấy. Phía trước của nó có đèn sương mù, đèn đầu vẫn là đèn halogen thôi. Ở trên đó, nó sẽ có một cái lớp dán ni lông, khi xe nhập về là nó đã dán như vậy rồi. Thường các hãng khác xe quay truck, Ranger, Colorado gì tôi cũng thấy nó có dán như vậy. Nhập bên Thái về nhé. Và cái màu này là màu vàng cát sa mạc. Thì nếu như bên Ford thì cái màu vàng giống như vậy thì chỉ có trên quay truck mới có, các phiên bản thấp hơn thì không có. Riêng Navara thì phiên bản nào thấp cao gì nó cũng có cái màu vàng cát này hết. Đấy, phía trước nhìn rất là mạnh mẽ. Nếu mà tháo cái bọc kia ra sẽ có thấy những cái gân hai bên nhìn rất là đẹp trai. Đấy, góc nghiêng rồi đó. Con này, phân khúc này thì nó sẽ không nhiều option lắm đâu, công nghệ an toàn nó cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà trong cái phân khúc này, Navara EL là con bán tải mà nhìn đẹp trai nhất và tươm tất nhất. Thì cụ thể như thế nào tôi sẽ cho các bác thấy như này. Đây, thứ nhất là một xe bán tải giá rẻ thôi, nhưng mà cái kính chiếu hậu nó có tích hợp đèn báo rẻ, đèn LED rất là đẹp và mạ chrome sáng bóng luôn. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome hết, có bệ bước theo xe. Đấy, mâm này là mâm đúc 16 nha, cái xe về nó đều bịt kín hết. Đây, tôi sẽ cho các bác biết xe 2018, nhìn vào đâu để biết. Trên cái xe á, bên cửa bên phụ á, sẽ có một cái tem nó dán đây nè. Đấy, các bác thấy chưa, May 2018, tháng 5 2018. Đấy, số khung số máy có luôn. Thực tế số khung số máy thì các bác phải mở cái máy ra, số khung thì xem ở phía dưới này nè, cái cửa này nè, tôi không cúi xuống được. Mà số máy thì xem rất là khó, xe nhập khẩu số máy xem rất là khó luôn. Đấy, cho nên cái xe này là xác nhận là xe 2018 nha. Cái tem này zin nhà máy ra bên Thái là nó là có rồi nha. Đấy, nó có cái mã vạch gì đây nè, phải dùng máy gì quét là người ta biết được đấy. Đó, nội thất này, lát tôi cho các bác xem. Đây này, các bác sẽ nghe cái tiếng đóng cửa của Navara nghe chắc nịch, ngon lành luôn. Nghe nó không có dội lại như mấy cái con xe lắp ráp đâu. Đấy, nghe rất là sướng, êm, gọn, chắc. Đấy, đấy, bệ bước nè, nó gió dán cái tem 2.5, là máy này máy dầu 2.5 nhé, xài turbo. Tất cả máy dầu 2.5 bán tải ở Việt Nam á đều xài tăng áp hết. Sắp tới thì bên Ford họ sẽ về cái phiên bản 2.0 tăng áp kép. Đây, các bác thấy chưa, rất là đẹp, cân đối. Và Navara là con bán tải ngắn nhất trên thị trường nhé, ngắn nhất nó chỉ có 5.2 thôi, cho nên nhìn nó khá là cân đối. Đấy, mạ chrome rất nhiều điểm. Đây, EL một cầu số tự động. Đấy, phía dưới nó cũng mạ chrome hai cái cản sau hai bên, rất đẹp. Đấy, đây này, các bác thấy cái độ hoàn thiện của cái sự tươm tất của chiếc xe này. Đây, nó có cả lót thùng zin nhá. Các hãng xe khác là không phải con nào cũng có cái lót thùng zin đâu, như bên Ford quay truck thì nó mới có lót thùng zin. Đấy, còn những con khác nó không có. Còn như Colorado High Country thì nó cũng không có cái lót này luôn, bác phải mua gắn 5 triệu mới có. Con này có sẵn, nó có đóng cái chữ Nissan rất là đẹp, bốn cái móc theo xe để treo xe rất là đẹp nè, treo đồ. Đấy, đó, nó tươm tất cả cái chỗ như những cái chi tiết như thế này nè. Lót thùng là zin hết, bản nào cũng có bệ bước chân.
Đấy, mà chrome ở các vị trí trên xe rất là nhiều. Đấy, cho nên nhìn nó đẹp trai là vậy. Phân khúc hơn 600 triệu một cầu số tự động thì giá con này thì nó mấy con xem với nhau thôi. Đấy. Đây. Ghế nỉ. Có một cái là cái chất liệu ghế nỉ này nhìn nó hơi dơ. Nếu các bác thích có thể bọc cái da lại. Chỗ này là đề cốc thôi, có một cái cửa gió phía sau. Đấy, cái này thì hình như có một số hãng nó không có cái cửa gió phía sau. Đấy. Riêng mấy ông bán tải thì máy lạnh thì họ rất là tốt. Con nào tôi ngồi lên tôi thấy mạnh, máy lạnh rất là tốt, lạnh rất là nhanh. Đây. Đây. Màn hình cái phụ thuộc táp lô của nó đây. Nó không có màn hình nha, nó chỉ có cái CD thôi, CD ngay đây. Không phải màn hình cảm ứng đâu. Đấy. Vô lăng thì trống trơn, bản VL thì nó mới có phím bấm. Đây, hộp số tự động 7 cấp nha. Đây là một cái điểm đặc biệt nữa là tầm cái giá xe mà loanh quanh 700 triệu thì không có cái con bán tải nào, không có tất cả các xe khác luôn. Xe du lịch này kia không có con nào mà xài hộp số 7 cấp hết, 6 cấp đổ lui thôi. Con này 7 cấp. Thì hộp số càng tiên tiến là nó càng nhiều cấp. Như Ford bây giờ nó chuẩn bị về cái xe Everest hộp số 10 cấp đấy, rất tiên tiến. Đấy. Đó, khu vực táp lô. Xe này hai túi khí nha các bác. Đây. Loa con này có 6 loa, nghe rất là hay. Đặc biệt là loa Navara thì nghe rất là chắc, nó không có bị bể. Đấy, bác mở loa to lên thì nghe vẫn ok lắm. Cách âm xe này tốt. Đấy. Đó là phiên bản giá rẻ một cầu số tự động mà được như vậy là rất là ok rồi, rất là tươm tất so với những cái dòng xe khác cùng phân khúc của những hãng khác nha. Đấy. Ta sẽ ra ngoài. Wow, ông nào ông khóa cửa rồi ta. Đây. À, con này xài chìa nha các bác, không có start top đâu. Đấy. Máy lạnh thì cũng không có hai vòng độc lập đâu nha. Có rất là nhiều chỗ để cốc ở trên xe. Đấy. Ở đây là anh Tú mèo mướp, đồng nghiệp của tôi. Đấy. Con Navara thì bán rất là chạy nha các bác. Hiện tại nha, mỗi đại lý thông thường á thì bán được khoảng mỗi tháng tầm khoảng 20 xe. Khoảng 20 đại lý trên cả nước. Thì mỗi tháng nó bán loanh quanh khoảng 400 xe. 400 xe là con số tương đối đó. Chỉ thua mỗi Ranger thôi đấy. Và cạnh tranh với Colorado hiện tại. Đấy. Hiện tại thì xe đã về rồi mà mỗi đại lý chỉ có khoảng 20 xe và chúng tôi không có đủ cung ứng cho thị trường. Thì gần như là về là để giao thôi. Các bác bây giờ ký thì đều sang tháng 8, tháng 9 ký chờ hết. Và mỗi tháng nó chỉ về nhỏ giọt thôi nha, tầm 20 xe chứ không về hơn được. Cái đợt này nó đăng kiểm về rất là khó. Đấy. Các bác nào muốn mua, muốn có xe sớm và muốn có chiết khấu tốt thì cứ đặt cọc sớm ha, cứ đến đại lý chúng tôi. Thì giá thì hiện tại chúng tôi sẽ là giá niêm yết của nó là 669, sẽ tặng cho các bác nắp thùng và bảo hiểm vật chất. Giao xe trong tháng 8, tháng 9 ha, lô sau. Đấy, các bác cứ đến sớm, cứ đến muộn thì sẽ không được ưu tiên chọn màu vì các bác trước đã chọn hết rồi. Đấy, mỗi tháng nó về 20 xe thôi nhé, không đủ bán đâu. Các bác muốn mua thì cứ đến sớm. Rồi, cứ alo cái số trên tiêu đề nhé. Tôi có để một cái số trên tiêu đề đấy. Gọi vào đó rồi gặp tôi sẽ tư vấn cho các bác. Xin chào các bác. Tôi tên Tính nha, máy tính đấy.